界有太多背面，暗里有太多好处，懂得挑选方会一侧晚全。那个正住又扬转，那个要看高一线，谁赢最犀利，谁落后全部看穿，谁又会知随时舆论流转，好戏即将上演，那捏计算，只要幸运站在这边，慢慢地忘掉名字，慢慢上考验，慢慢地名利迷住，谁人能发现，慢慢地忘掉生命许多意义，当世俗已经沉沦如此，埋没了良知，能迎来永远，取舍太易，不需多费事。Đi dạo hả? Ừ, đã gặp nhau nữa rồi cô Hà. Đi du lịch về thấy cô vui lên đó. Chúc mừng hai người, cuối cùng cũng được bên nhau rồi. Bây giờ thì cô sướng rồi, cuộc sống của người về hưu. Con ganh tị với cô lắm đó, bây giờ con bận muốn chết. Nhiều lúc được nghỉ ngơi cũng không hẳn là một chuyện không tốt. Gặp mặt hẹn hò cũng thú vị phải không sếp Châu? Tôi nhận ra anh, anh là người bạn nghèo nhất của cô tôi. Tôi nhận ra anh rồi. Sủa gì mà sủa? Không ai dạy nó sao? Xin lỗi nha, không phải ai nó cũng sủa đâu. Nó sủa ai không quan trọng, quan trọng là người nuôi nó là kẻ thua. Thất bại đi với thua cuộc, đúng rồi phải không em? Em đúng là không chọn làm người. Song Di, hy vọng em sống được vui vẻ. Cảm ơn. Mình đi thôi anh. Sao hả Anson? Cô có ý kiến gì về dự án của tôi không? Uống cà phê trước đi. Có tâm sự à? Không phải, chỉ hơi mệt thôi. Cuối cùng anh Trác cũng ngồi vào vị trí chủ tịch ủy ban chứng khoán. Sức ảnh hưởng của anh Trác trong giới tài chính càng lớn hơn. Tôi nghĩ là anh sẽ nể mặt cô. Sau này cho dù là về chuyện kinh doanh hay là chuyện liên quan đến cổ phiếu cũng thuận lợi hơn nhiều. Cô nên vui mới đúng chứ. Tôi không biết anh còn nghĩ tới tôi không. Sao cô không đến chúc mừng anh Trác? Cô chưa quên được chuyện tình cảm với ảnh. Vậy sao cô lại hợp tác làm ăn với ảnh vậy? Có tiền ai lại không muốn kiếm chứ. Nếu như quan hệ của cô với anh Trác đơn thuần chỉ vì tiền thì bây giờ cô nên vui mới đúng. Vì ảnh đã trao răng duệ cho cô, cô có thể tỏa sức hưởng thụ tiền bạc và quyền lực mà cô đang có. Nhưng không phải, cô lại tìm cách hợp tác với anh Trác. Thực ra trong lòng cô vẫn không đành lòng, rất không muốn anh ta biến mất trong cuộc đời của cô. Có vẻ cô rất hiểu tôi đó. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, đừng xử sự cảm tính. Bây giờ lợi ích quan trọng hơn tất cả. Tôi nghĩ tiền có thể điều khiển được mọi thứ, nhưng sau khi tôi có được lăng duệ thì không thể thỏa mãn sự trừng phạt của tôi đối với chồng tôi. Còn chuyện tình cảm, cô có thể một lần dứt khoát như vậy sao? Có thể tôi không yêu sâu đậm bằng cô. Không đâu, chẳng qua cô chỉ dùng một cách khác để thể hiện thôi. Thật ra vì cô biết tính cách của ảnh không dễ dàng từ bỏ, nhất định sẽ bám lấy cô, cho nên cô dùng một cách tuyệt tình nhất để bảo vệ anh ta, để anh ta nhanh chóng thoát khỏi đau khổ, sống cuộc sống của mình. Thật ra sự tàn nhẫn của cô chỉ vì cô quan tâm ảnh mà thôi. Sai, tôi không có gì là không thể từ bỏ. Nhưng mà anh Dũng đúng là một người rất tốt, vả lại còn là một người tốt đến mức phiền phức. Chào anh Trác.
đã làm theo ý của anh, thay đổi hết nội thất bên trong. Tốt lắm. Cảm ơn anh Ly. Xin chúc mừng nha, trở thành chủ tịch mới của tụi tôi rồi. Cũng nhờ mọi người ủng hộ thôi. Là bạn bè hết mà, tụi tôi ủng hộ cậu. Vì con người của cậu hoàn toàn khác với Florence. Tính của cậu rất cố chấp, không biết linh hoạt, nhưng cậu thì lại khác. Tùy cơ ứng biến, còn dễ nói chuyện nữa chứ. Được rồi, cảm ơn các anh. Cạn ly nha. Cạn ly. Anh Khánh, sáng nay em chuyển khoản cho anh rồi. Đó là đợt đầu em ủng hộ kế hoạch của anh đó. Sao nhanh vậy? Có tiền mới có thể bắt tay vô làm được. Em nghĩ kỹ rồi. Ngoài chuyện mua trâu bò tặng cho nông dân, sau này mình có thể mời những chuyên gia là bạn của em tới đó, hướng dẫn cho họ cách trồng trọt tiên tiến nhất. Đúng là càng nghĩ càng thích đó. Thay mặt thôn dân cảm ơn em nha. Anh đừng nói như vậy mà. Sau này tụi mình cùng nhau cố gắng. Anh không khỏe sao? À, Tiêu Nhã, lâu rồi không gặp cô. Bây giờ anh làm gì ở đây sao? À, đúng vậy, tôi qua đây là để giúp đỡ cho cô Trác. Hai người nói chuyện đi, tôi làm việc nha. Tiêu Nhã, sao rảnh tới thăm tôi vậy? Mua bánh trứng cho cô ăn nè. Cảm ơn cô. Cô và anh đang quen nhau à? Ừ, tụi tôi mới bắt đầu thôi mà, cho nên muốn âm thầm một chút. Cô đừng nói với anh hai tôi nha. Sao cô lại thích ảnh vậy? Chuyện tình cảm rất là khó nói mà. Xin lỗi nha. Là khách hàng gọi tới, tôi ra ngoài một lát. Tại sao anh gạt cô ấy? Cô nói gì hả? Tôi đã gặp Song Phi rồi. Tôi biết anh không hề ly hôn. Rốt cuộc anh muốn cái gì đây? Anh muốn lừa tiền hay lừa tình cảm hay là cả hai? Cô có tư cách gì nói tôi? Nếu không phải tại cô với Trác Út, chị tôi đã có thể kết hôn còn sanh con nữa. Tôi và Trác Út có lỗi với mấy người, chỉ có tìm đúng người mà tính sổ. Tại sao phải tổn hại cô ấy? Bây giờ cổ cho tôi cả tiền và tình. Nếu như bây giờ cô nói thật với cổ, cô nghĩ người nào tổn thương hơn cổ đây? Tôi muốn Trác Út biết cảm giác người nhà bị tổn thương là đau đớn như thế nào. Chuyện hai người nói là sự thật phải vậy không? Tôi cũng mong là có thể nói với cô như vậy. Cô nói tôi biết, có phải tôi làm sai hay không? Tôi sẽ sửa đổi mà. Không phải là cô không tốt, mà là anh cố tình muốn gạt cô. Anh với vợ ảnh chưa có từng ly hôn với nhau mà. Có thể vợ của anh muốn quay lại với ảnh, cho nên ảnh mới khó xử như vậy thôi. Cũng có thể anh giận vì nghĩ tôi xem ảnh như người yêu cũ vậy, cho nên ảnh mới tìm lý do để chia tay với tôi. Anh ta đã lợi dụng cô, lợi dụng cô để trả thù anh cô. Anh không có thích cô thiệt đâu. Anh không có gạt tôi đâu mà. Anh dạy tôi đàn guitar, còn tặng anh bấm ảnh cho tôi nữa. Sao anh gạt tôi được chứ? Nhất định là cô thông đồng với anh diễn kịch cho tôi xem. Tôi biết là anh thích tôi mà. Thuốc đi. Anh kêu người làm chút thức ăn cho em được không? Anh biết là tâm trạng em không tốt, nhưng cũng phải chăm sóc mình chứ. Có phải là em dài lắm không anh? Nói gì vậy? Đâu có liên quan gì tới em đâu. Người đó cố tình gạt em thôi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, ông ngủ đi. Nè, anh ở đây cho tới khi em ngủ say mới đi. Giống như hồi nhỏ em bị bệnh vậy đó, được không? Không cần sợ,
Sau này anh không để người khác ăn hiếp em nữa đâu. Anh hứa với em, sau này không làm nhiều việc nữa để dành thời gian ở bên em. Đó nè, lúc đó khoảng 7-8 tuổi gì đó, dễ thương phải không? Cho tới giờ cô cũng không thay đổi chút nào, giống y hệt hồi nhỏ, và rất ngây thơ, rất ngoan ngoãn. Đúng vậy, từ nhỏ tới lớn rất ngoan, rất trong sáng, không bao giờ biết xấu với ai hết. Nè, cái mặt anh cũng vậy mà, nhìn kiểu tóc của anh đi, y như học sinh cấp 3 vậy, còn cười rất là ngố nữa. Lúc đó cuộc sống đơn giản mà, cũng không có nhiều nhu cầu. Cùng bạn bè đi đá một trận bóng cũng thấy vui, cùng em gái đi ăn cũng thấy vui. Bây giờ thì khác rồi, giai đoạn cũng khác, nhu cầu cũng khác. Giai đoạn của anh bây giờ cái gì cũng có đủ rồi, nhưng hình như anh không được vui. Niềm vui khác nhau thôi. Cô muốn có được thứ gì thì phải cho đi, hoặc là hy sinh một thứ khác, rất bình thường mà, trao đổi công bằng. Cho nên anh đã hy sinh tình yêu và sự quan tâm đối với người nhà của mình sao? Thật ra tôi muốn nói với anh, cho dù mục đích của anh có chính đáng như thế nào, nhưng khi anh hy sinh những người vô tội bên cạnh mình, có ngày anh cũng sẽ hối hận. Con là ông xã, đưa cái túi cho em coi. Sao vậy? Trời ơi, hồi nãy mua một bịch cam mà, em bỏ quên rồi. Sao lãng trí vậy? Anh đi lấy cho em. Cảm ơn anh. Nè, mấy người muốn làm gì? Nè, mấy người bỏ ra. Nè, bỏ ra. Sao mặt chồng tôi vậy? Thả anh ra đi. Cứu thế giới. Ông xã, ông xã. Alo, Gia Văn, chuyện gì vậy? Chị hai, chồng em bị người ta bắt đi rồi. Mấy người là ai hả? Thả tôi ra. Làm gì vậy? Thả tôi ra. Mặt của cậu đúng là rất giống bạn trai cũ của em gái tôi. Hèn chi có thể dễ dàng gạt nó. Tôi không biết nói gì hết. Tôi điều tra rồi. Cậu làm bộ ly hôn gạt em gái tôi có đúng không? Cậu lợi dụng kế hoạch mua trâu bò gì đó gạt tiền em gái tôi đúng không? Tôi không gạt em gái của anh, tại vì em gái của anh thích tôi thôi. Đụng tới nó tức là đụng tới tôi. Thảm lắm đó. Làm gì vậy? Muốn giết người hả? Anh hại chị hai tôi thấy thảm gì vậy? Em gái anh bị tôi gạt lại cũng tại anh hết thôi. Ông chủ, sẽ nhân thang tìm anh. Alo. Để mặt của tôi đi, đừng làm gì em trai Song Di. Chuyện này hình như không liên quan tới cậu. Tôi biết là anh cũng dạy dỗ nó rồi. Không phải anh muốn lấy mạng nó luôn chứ? Dù sao nó cũng là em trai của bạn gái tôi. Tôi không cứu được nó, mất mặt lắm. Coi như là cho tôi món nợ ân tình đi. Dù sao sau này tôi với anh còn làm ăn với nhau mà. Được. Thêm 5 phút đi. Anh Hà, tại sao anh bị thương vậy? Hôm nay tôi khiêng đồ không cẩn thận, cho nên bị tủ ngã đè lên. Anh không cần báo cảnh sát phải không? Sếp à, cảm ơn sếp quan tâm. Em trai tôi thực sự là bị tai nạn, không cần báo cảnh sát, cảm ơn. Chị hai, Trác Út có khi nào cho người đánh em lần nữa không? Yên tâm đi, chị đã tìm người giúp em rồi, không có chuyện gì đâu. Nhưng sau này đừng gặp em gái của Trác Út nữa. Em biết rồi. Anh à, anh có bị sao không? Chị ba gọi điện nói anh vô bệnh viện rồi. Dạ, có cần phải gọi cho cả thế giới luôn không? Có phải Trác Út cho người đánh anh không? Anh đã báo cảnh sát chưa? Anh ba em không sao, khiêm đồ làm bị thương thôi mà. Hai người tưởng là em khờ lắm hả? Tại sao phải gạt em chứ? Có gì thì nói với em đi. Phi à, để nó nghỉ ngơi một lát đi. Chị hai, tại sao hai người lại trở nên như vậy hả? Chị đã từng là cảnh chị sát. Chị đã không còn là cảnh sát. Đi với em, coi vợ của em đâu rồi. Quý à, cô chưa ăn gì hết. Ăn một chút đi. Tôi chưa thấy đói, cảm ơn. Vì chừng nào đói thì ăn nha. Tôi trở về chỗ làm việc, có gì thì gọi tôi. Chân heo. Hả? Anh không cần cố tình ở lại đây với tôi đâu. Mình là đồng nghiệp mà.
Cảm ơn anh. Ngoài anh ra, bây giờ tôi không biết mình còn có ai nữa. Còn có con mèo đó. Mèo không ai làm bạn. Còn có con chó này nữa. Go, go. Mèo, mèo. Cô chủ, cười lên đi. Go. Chân heo. Go. Tại sao người nhà của tôi lại trở nên như vậy chứ? Anh ba tôi vì tiền có thể gạt tình cảm của Jenny. Ngay cả lúc bị người ta đánh cũng không dám báo cảnh sát. Anh ba của cô cũng chỉ muốn là trút giận cho chị hai của cô thôi. Dù cách làm là không đúng, cô đừng có giận anh nữa. Con người của chị tôi cũng đã thay đổi rồi. Lúc trước cùng nhau ở CCB rất vui vẻ. Nhưng bây giờ tôi nói thêm một câu với chị, bản thân tôi cũng thấy sợ. Tôi sợ thật sự có ngày chính tôi phải điều tra chị. Tôi thật sự không hiểu. Tiền quan trọng hơn hay là nhân cách quan trọng hơn? Chân heo, tôi thấy đói rồi, anh ăn với tôi nha. Được rồi, để tôi lấy cho cô nha. Em đã tìm chuyên gia pháp y kiểm tra. Hồ Quốc Thuyên hôm đó không phải bệnh tim tái phát mà chết đơn giản như vậy. Sự thật là máy tạo nhịp tim tự nhiên ngưng hoạt động. Nhưng mà sau đó chuyên gia pháp y tiến hành thử nghiệm nhiều lần thì nó vẫn hoạt động bình thường. Có thể có người cố tình giở trò với máy tạo nhịp tim của Hồ Quốc Thuyên, làm cho ông ấy đột ngột tử vong. Quá, wow. Món quà lớn như vậy, anh muốn mua chuộc em à? Muốn thưởng cho em thôi. Bởi vì sau khi ở bên cạnh em rồi, đúng là chuyện gì cũng rất thuận lợi. Xong gì? Khuya rồi còn tìm em làm gì? Anh có chuyện muốn nói với em. Vào trong đi. Sao hả? Uống gì không? Thôi được rồi. Anh lên đây là để nhắc nhở em phải cẩn thận con người của Sài Nhật Thăng. Anh tới để nói mấy chuyện này sao? Phải rồi, hồi nãy anh tặng em một căn nhà đó. Anh hiểu. Với năng lực hiện tại, cô ta có thể tặng rất nhiều thứ cho em. Nhưng mà sao hả? Hiện giờ CCB đang điều tra Sài Nhật Thăng. Tụi anh phát hiện lúc hắn học đại học từng có một bạn gái rất tốt. Sau đó cô gái đó muốn chia tay với hắn. Không lâu sau cô gái đó bị mất tích. 3 năm sau có người phát hiện hài cốt của cổ. Cảnh sát địa phương đã từng nghi ngờ hắn ta. Sau đó vì không đủ chứng cứ mới không thể buộc tội. Vậy tức là không có chứng cứ rồi. Hắn ta dùng cách gì để ngồi vào vị trí của Sài Bái Quân? Em nhìn thấy mà, giả tâm Nhật Thăng lớn đến đâu, thủ đoạn làm việc ra sao. Anh nghĩ em hiểu rõ hơn anh. Anh lên đây là để nói mấy chuyện như vậy với em sao? Anh về đi. Song Di, đừng làm việc theo cảm tính. Sài Nhật Thăng là một con người nguy hiểm. Anh khuyên em vạch rõ ranh giới với hắn đi. Anh lo lắng em sẽ bị hắn ta lợi dụng. Sao anh biết em không lợi dụng ảnh chứ? Anh lên đây nói với em nhiều như vậy, thật ra có phải anh còn nhớ em không? Hay là đã lâu rồi anh không có ai? Tối nay em chỉ có một mình. Hay là ở lại với em nha. Tại sao bây giờ em lại trở nên như vậy? Em nói đúng, em thực sự không còn là Hà Song Duyên như trước đây nữa. À, Bái Quân. Anh Dũng. Em cũng ở đây sao? Đúng vậy, ngồi đi. Bọn em tới đây lạ lắm hay sao chứ? Nè, cậu yên tâm đi, lần này cổ không phải tới với cậu đâu. Thật ra gần đây thì em đang quan tâm chuẩn bị hoạt động cho những người vô gia cư, cho nên em tới xem quán ăn có thể cung cấp cơm hộp hay không. Chị Kiều rất tốt, chỉ bằng lòng cho cơm hộp một nửa giá thôi. Có cơ hội giúp người khác là ít một chút có sao đâu chứ, phải không? Cảm ơn chị.
Nàng nói gì nói chứ có cần người tình nguyện giúp đỡ phát cơm không vậy? Thật ra là rất cần đó. Tôi giải quyết giúp cô. Tốt, tốt lắm. Anh Cờ Lê à, chuyện gì vậy Phát Sư? Suki. Dạ. Chị Hà, có rảnh làm tình nguyện không vậy? Được. Vậy nhờ mọi người đi phát cơm nha. Được mà, được mà. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Giúp kìa. Làm phiền thôi. Có cái gì đâu. Nè, người dân ở trong khu phố này á, tiền thì không nhiều bằng mấy người sống trong khu trung tâm, nhưng mà tình cảm á thì bao la bờ bến luôn. Nè. Sao con nào của chị cũng như đang nói móc người ta vậy? À, không phải, tôi có nói cổ đâu chứ không có nha. Tôi cảm thấy trong số những người có tiền cô là người tốt nhất, người tốt nên mới bị tiểu nhân hạ đài đó. Nè nè nè, không phải là bánh của chị ngon nhất hay sao? Đem vài cái ra đi đi. Hả? À, đi, đi. À, mời ăn bánh nướng phô mai nha. Được, mời anh luôn đó. À, bánh nướng phô mai. Phát sinh, phát sinh. Tôi có chuyện muốn hỏi anh nè. À, xin lỗi nghe, tôi qua bệnh chút. Chị muốn hỏi tôi cái gì đây? Bây giờ cổ phiếu nào an toàn nhất đây hả? Phải đó. Không mua là an toàn nhất. Phải đó. Anh Dũng, hạt sống của anh dễ thương thiệt đó. Thật ra cuộc sống rất đơn giản, có công việc, có chỗ để ở, dư tiền một chút thì đi du lịch, cười nói vui vẻ mỗi ngày. Nhưng bây giờ cái gì cũng tăng giá nên cuộc sống cũng không còn dễ dàng. Anh đó cũng đúng. Tranh giới giàu nghèo càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Em cũng muốn làm chút chuyện gì đó cho xã hội. Vừa rồi nghe mọi người nói là tình nguyện đi phát cơm, thật vậy hả? Đúng vậy, anh có muốn đi không? Làm cảnh sát bận việc lắm. Bận chỉ là cái cớ thôi. Tôi được. Em đúng là rất có tâm đó. Bọn tưởng em tới đây để quay quảng cáo hay sao? Anh không có ý đó đâu. Nè bác ơi. Bác ơi. Lạnh lắm rồi. Tổng đài, tôi cần một xe cấp cứu. Con chó đúng là rất trung thành với chủ. Bác đó thì đã qua đời, nhưng nghe những người gần đó nói là nó không bao giờ rời chủ của nó. Đúng thật trớ trêu. Không nỡ rời bỏ con người lại chính là động vật. Teddy cũng vậy đó. Ngày nào con ở nhà đợi em. Bây giờ nó may mắn rồi gặp được em. Vừa đưa nó đi bác sĩ, vừa đưa nó đi tắm. Bây giờ đẹp trở lại rồi đó. Nè, anh có cảm thấy nó giống các con? Các con đó. Con chó trước đây của anh thực sự rất giống. Nó hơi bị gầy đó. Vậy nuôi nó mập lên đi. Là ý gì hả? Nó cô đơn một mình rất đáng thương. Nó rất cần một người chủ. Bây giờ đâu có tâm trạng nuôi chó chứ. Trời ơi, đâu phải anh chưa từng nuôi chó. Hơn nữa anh cũng nói nó giống các con mà. Không được đâu, em nuôi đi. Giữ lấy. Đây gọi là duyên phận. Hơn nữa tình yêu thương có thể từ từ bồi đắp. Chúc mừng con có chủ nhân mới rồi đó. Để em thử coi sao. Thôi được rồi, đừng giỡn nữa. Qua giường của con ngủ đi. Nè, đi ngủ đi. Rồi, ngủ đi. Đừng cản trở nữa. Đi đi, ngủ đi. Làm gì mà đi theo hoài vậy? Quay về ngủ đi. Đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Thiệt tình á, bây giờ chú còn không thể chăm sóc cho mình được thì làm sao mà chăm sóc cho con được chứ hả? Muốn ở lại đây thì cứ ở,
con tròn ủng đen thui như vậy. Sau này con gọi là heo mực nghe. Chúc mừng người anh em, cuối cùng cũng đã đạt được ý muốn rồi, làm chủ tịch ủy ban chứng khoán. Cảm ơn. Bây giờ có anh ngồi ở vị trí đó, tôi lại có một ý tưởng mới, rất muốn làm đó. Nói nghe thử. Anh có nhớ là lúc trước có một công ty muốn dùng hình thức góp vốn để lên chứng khoán Hồng Kông không? Nhưng chủ tịch nhiệm kỳ lần trước, Sài Bái Quân đã bác bỏ nó rồi. Cô nói hình thức đó không thích hợp với Hồng Kông này. Bây giờ vị trí này là của anh rồi, tôi muốn anh giúp tôi mở đường trước. Bởi vì công ty của tôi cũng muốn dùng chính sách người góp vốn để giao dịch ở Hồng Kông. Đi nghĩ xem. Anh yên tâm đi, anh hiểu rõ con người của tôi mà. Anh biết điều, tôi cũng biết điều. Bây giờ tôi với mấy người bạn nước ngoài liên kết với mấy công ty nước ngoài đang làm một dự án tên là chứng khoán gạch vàng ngàn tỷ đô. Tôi có thể đem thị trường ở Hồng Kông giao hết cho anh. Nếu chỉ tính qua hồng thôi, vụ nào cũng hơn 100 triệu. Không phải vấn đề tiền bạc, một điều kiện thôi. Tôi muốn là người hợp tác duy nhất của anh. Anh cũng biết anh Sơn có gọi cho tôi sao? Ông chủ, anh Sơn với anh Sài đã tới đây. Ông chủ. Ê, xem ra buổi tiệc hôm nay của chúng ta càng ngày càng náo nhiệt rồi. Tôi biết là hôm nay anh Cơ đến, cho nên đến tìm. Anh không ngại chứ? Vô cùng hoan nghênh. Để tôi giới thiệu, cố vấn pháp luật của công ty chúng tôi, cô Hà Song Di. Chào anh Cơ. Chào người đẹp. Anh Sài Nhật Thăng. Nghe danh rồi. Anh một chân đá Sài Bái Quân rớt đài, ra tay tàn nhẫn, thì tôi cũng biết anh chứ. Anh La phát triển ở đại lục mạnh như vậy, danh tiếng của anh rất lẫy lừng. Mấy lời khách sáo đừng có nói nữa. Bữa nay mình mở tiệc ở đây đi. Người đẹp rượu ngon, có hứng thú tham gia không? Đương nhiên. Ông chủ, dạo này sao rồi? Ổn. Còn cậu? Theo anh với chỉ lâu như vậy, không biết tình cảm của hai người sao? Cũng ok. Nè, cậu cũng biết Sài Nhật Thăng mượn tay cổ để tiếp cận La Tung Cơ sao? Biết mà, chỉ là trút giận thôi. Anh nhượng chút đi. Tôi đâu có đấu với cổ đâu. Chăm sóc cổ nha. Biết rồi, lấy ly rượu cho anh nha. Anh Trác, xin lỗi nha, tôi không biết dạy dỗ em trai mình. Số tiền này tôi thay mặt nó trả cho em gái anh. Cô để dành mua bikini đi. Xem ra Trác Út thực sự muốn loại tôi với cô. Dễ dàng vậy sao? Anh Trác với La Tuấn Cơ thân lắm hả? Lòng tin đều được xây dựng từ lợi ích. Yên tâm đi, mình vẫn còn cơ hội. Sao một mình ở đây buồn gì? Đang nhớ Tư Nhã hả? Phải rồi, người ta chưa chấp nhận anh phải không? Em ấu trĩ như vậy từ khi nào vậy? Thỉnh thoảng ấu trĩ một chút cũng rất vui mà. Bao giờ thì em chịu dừng lại đây? Không biết được, nhưng sẽ do anh quyết định đó. Tôi nhận được tin từ chỗ Ben. Nói là Tuấn Cơ đang liên kết doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư của nhóm viên gạch vàng. Sắp tới sẽ tiến hành dự án trái phiếu quy mô lớn. Miếng thịt ngon béo bở như vậy, chẳng trách anh ấy lại muốn ăn một mình. Có hứng thú không? Alo. Cô Phương, tôi là bác sĩ Trương đây. Có tin này tôi muốn báo cô biết. Trứng của cô và tinh trùng của anh Trác đã kết hợp thành công rồi. Báo cáo xét nghiệm cho thấy sức khỏe hiện nay của cô cũng rất thích hợp để cây ghép phôi thai. Vậy ý cô bác sĩ là tôi thích hợp làm thụ tinh nhân tạo? Đúng vậy. Như tôi cũng biết là cô Phương đã ly hôn với anh Trác rồi, cho nên tôi muốn hỏi cô có cần suy nghĩ lại không? Cô Phương. Dạ, tôi đang nghe đây. Tôi làm. Bác sĩ giúp tôi sắp xếp đi. Nó đến đâu rồi?
Anh Sanh à, Sanh con không phải là chuyện dễ dàng đâu. Có cần gọi cho anh Trác bàn bạc lại rảnh không? Cậu cảm thấy tôi không thể một mình chăm sóc đứa nhỏ được sao? Đương nhiên không phải. Nhưng tôi không muốn chỉ vì không suy nghĩ kỹ mà sanh ra đứa bé sau này sẽ hối hận. Tôi sẽ không hối hận. Cậu có biết sau khi tôi kết hôn vẫn luôn muốn sanh một đứa con cho anh ấy. Tôi đã thử rất nhiều lần nhưng đều không thành công. Nhưng tôi thật không ngờ sau khi ly hôn, ông trời lại cho tôi một cơ hội để thử. Cho nên tôi không muốn từ bỏ, tôi phải nắm bắt cơ hội này. Bởi vì nếu như tôi sanh ra một đứa bé thì quan hệ giữa tôi và anh ấy sẽ không chấm dứt. Duyên phận của tôi và anh cũng sẽ không hết. Ăn một ít kem đi. Ăn đồ ngọt thì tâm trạng cũng vui hơn. Cảm ơn cô ở bên cạnh của tôi mấy ngày nay. Nhưng tôi thực sự không muốn ăn đâu. Xin lỗi. Cô nên nói xin lỗi với chính mình. Cô không tốt với chính mình, không thương yêu chính mình. Thật ra mỗi người đều là độc nhất vô nhị cả. Cô nhất định sẽ tìm được một người biết trân trọng cô. Đừng vì người đó mà buồn nữa. Hôm nay cô uống thuốc chưa? Hay là tôi với cô ra ngoài đi dạo nha? Không chịu, vậy thì mở đĩa lên ha. Là buổi hòa nhạc mini nha. Vậy cô vô phòng lấy đĩa đi ha. Ok. Alo. Em rất muốn gặp anh. Lát nữa em ra bờ biển đợi anh nha. Không được đâu. Một lần cuối cùng thôi mà. Em rất muốn nghe anh hát Trời Cao Biển Rộng một lần nữa. Anh đã hứa với anh trai của em, sau này không gặp em nữa. Có phải anh hay làm gì anh không vậy? Em đừng hỏi nữa. Tóm lại sau này anh sẽ không gặp lại em nữa đâu. Anh có vợ con rồi. Anh nhất định yêu vợ của mình. Em xem như những gì anh nói trước đây, tất cả đều là lừa dối em. Em xem như anh có lỗi với em. Em hãy vì bản thân mà quên anh đi. Anh thật sự chưa từng thích em sao? Không có. Không có. Em từ bỏ đi. Sau này anh sẽ không gặp lại em nữa đâu. Alo. Alo. Em đợi anh ở bên cạnh tam bối tủ. Sao hả bà xã? Đồ có nặng lắm không? Bây giờ em chỉ lo cái tay của anh thôi. Có phải là còn rất đau hay không? Không biết khi nào mới khỏe lại nữa. Em mở cửa trước nha. Ông xã, có chuyện gì vậy? Không có gì. Đi vô đi. Chẳng lẽ anh hai cho người đánh ảnh hay sao? Alo, anh Trác. Ông xã, tay của anh chưa khỏi mà. Không nên theo em đi chợ nữa. Dù sao cũng không xách được đồ mà. Bà xã, anh có chút chuyện phải ra ngoài nha. Anh đi đâu vậy? Được rồi, anh về liền mà. Thế nào? Anh Trác, cô Trác ở bên đó. Cậu quay về trước đi. Dạ, tôi biết rồi. Đi. Sao anh biết em ở đây vậy? Có gì về nhà rồi nói. Ở đây dễ bị cảm lạnh lắm. Anh cứ mặc kệ em đi. Sao lại phải gặp tên khốn Hà Sông Khánh đó chứ? Sao anh biết vậy? Anh cho người theo dõi em hả? Sợ em có chuyện mà. Em đã không còn là con nít nữa rồi. Anh có thể đừng có suốt ngày quản thúc em không? Anh làm nhiều chuyện như vậy cũng vì muốn tốt cho em thôi. Cách anh muốn tốt cho em chính là tìm người đánh ảnh hay sao? Anh làm như vậy thì có khác gì với đám xã hội đen đâu chứ. Cậu ta gạt em thì được, anh dạy dỗ cậu ta không được sao? Em không muốn nghe. Kimmy à, em đối mặt với hiện thực đi được không? Anh mới lại đang trốn tránh hiện thực đó. Tại sao anh phải gạt em chứ? Là vì anh có lỗi với người ta trước. Anh tới để báo thù thôi mà. Anh có hiểu hay không vậy? Em nói gì hả? Anh luôn miệng nói là muốn chăm sóc cho em, cho nên em bất chấp tất cả dẫm lên người khác để kiếm tiền.
Nhưng mà anh, em không cần tiền như vậy đâu. Em chỉ muốn có một kỳ anh lương thiện mà thôi. Em vẫn luôn luôn cố gắng để tự tha thứ cho anh, nhưng mà em không làm được. Bởi vì anh thường xuyên làm nhiều chuyện khiến cho em thất vọng, anh làm cho em ghét anh. Anh có hiểu không vậy chứ? Anh đi đi. Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh đâu. Được rồi, xem như anh đã sai. Có gì về nhà rồi nói, có được không? Em không về, anh đi đi. Đi em tỉnh dậy đi. Ginny, em tỉnh dậy đi. Đừng có dọa anh nha, Ginny. Anh làm vậy có gì chứ? Làm cách cứu cho cổ đi. Em tỉnh lại đi. Có rất nhiều người thương em. Em cũng đừng có chuyện gì nha. Xin lỗi em. Uống ly trà sâm này đi. Anh ngồi ở đây rất lâu rồi, hay là lên trên nghỉ ngơi đi. Sau khi ba má qua đời, anh và Ginny dựa nhau mà sống. Lúc đó anh đã hứa với chính mình nhất định phải kiếm được rất nhiều tiền cho nó. Anh muốn nó sống trong căn nhà lớn nhất, rộng nhất, sống cuộc sống tốt nhất, sung sướng nhất. Bây giờ cái gì anh cũng có, nhưng lại mất đi nó. Lúc này anh ở chỗ đó, mở to mắt nhìn nó chết. Nhưng lại không làm được gì. Em nói xem, nếu như lúc đầu không phải anh gián tiếp hại chết cậu Lương, có thể nó đã kết hôn với cậu ấy. Nếu như anh phát hiện chuyện giữa nó và thằng Khánh sớm hơn, thì hôm nay nó đã không tới bến cảng. Nếu như không đánh Khánh bị thương,
hôm nay đã có thể cứu được nó. Thì ra tất cả mọi chuyện đều liên quan tới anh. Tất cả mọi chuyện đều do một tay anh tạo ra. Không liên quan đến anh. Trên đời này có rất nhiều chuyện như vậy mà. Tự nhiên em cảm thấy bản thân mình rất đáng ghét. Anh rất ghét chính mình. Anh kiếm được nhiều tiền có ích gì? Anh kiếm nhiều tiền như vậy cũng không đổi được em gái quay về. Lần trước em nói đúng. Có một số thứ đã hy sinh rồi. Có ngày sẽ rất hối hận. Rất hối hận. Nghe được câu nói là nghèo đến mức chỉ còn có tiền. Bây giờ nó rất hợp với anh.